đang đi từ Daegu về Đà Nẵng, từ Đà Nẵng về Hồ Chí Minh mà bị có hai là bị cách ly tại Đà Nẵng. Đang đi xe rất là nhiều. Hiện tại là 1:04 giờ Việt Nam. Đang trên xe để đi tới bệnh viện. Đây là ngày 24 tháng 4 tháng 2. Sorry. Còn nó được về có bị tích lên cơ. Chuẩn bị xuống sân bay. Sân bay Tây Khu Vũ Sàm. Đã, bên quân đội đón tiếp anh em này.